Phương Hằng xin kính chào quý vị, với lời chào thân thương và trân trọng, và chúc cho công ty của Đại Phát và Khải Bình Phát một năm mới thành công và tốt đẹp. Sao? Có bao nhiêu tiền đây hả? Bao nhiêu phải làm mà chỉ có nhiêu đây thôi sao? Ông có thể bán tôi vài đêm nữa cho những thằng khác, nếu ông thấy số tiền này quá ít. Bây giờ tôi là vật mua bán của ông mà. Tao cần gì những số tiền này? Số tiền này không đủ để tao đốt bên làm mồi thuốc tao hút được. Nè, mày biết không? Tao hỏi tại sao? Tại sao mày không yêu tao? Yêu chứ làm gì cỡ khổ mà chịu yêu? Tại sao vậy? Hả? Tôi hỏi ông con tôi đâu? Con của mày à? Tao thả nó trôi xong rồi. Ông vừa nói gì? Tao nói con mày tôi đã thả trôi xong rồi. Mà ngưu, mà ngưu, mày nọc ác còn hơn là ác quỷ. Mày là loài thú còn không chút tình người mà. Phải, tao là ác quỷ tao không tình người do mày. Chúng mày! Tại sao không yêu tao? Tại sao? Tao gửi mày về công ty Đại Phát luôn. Mà ngưu! Mày ơi gì? Trời ơi sao nở giết chết con tôi, niềm xưa còn hối có tội tình gì, tay nở nào để cắt ruột lìa xa của người. Con hỡi con ơi, đời mẹ hãy tha thứ cho em. Em không làm tròn bổn phận. Anh ơi, giọt máu của chúng mình chúng đã cướp mất còn đâu. Mới con rồi, em biết sống sao đây? Nỗi đau đớn, nỗi nhục nhằn đài đọa linh hồn và thể xác. Anh Dương ơi, Dương em ở đâu? Anh đang tìm em đây. Quỳnh ơi, em ở đâu? Hôm nay em đây, tìm em đây Quỳnh ơi. Ba con công ty Đại Phát ơi, Khải Minh Phát ơi, tôi đang tìm thuộc Quanh, cô đến đây không vậy? Quanh ơi, chắc là theo anh Nam rồi phải không? Nghe Nam nói là 18 năm nay, nghe hoài à. Nhiều đêm thức tròn để nhớ thương em, nhớ qua ngọt ngọt tim, bay trắng anh đầu mơ với mộng, nên tình hai đứa vẫn chưa yên. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu thức dậy trong lòng, nhớ nhớ lời ngọt ngào đêm tóc em thơm giấc ngủ chiều thiên. Biết giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng đêm? Bà con ơi, bà con công ty Đại Phát Khải Minh Phát ơi, bà con ơi, tôi đang tìm thuộc quanh em, nhưng đọc ngờ trời đã chia đôi, lòng mình đau xót biết bao, nhớ thương trọn đời chỉ có mình em. Xin cảm ơn thật nhiều tình cảm của tất cả quý vị dành cho Châu Thanh, Vượng Hằng.
Và quý vị vừa thưởng thức hai tiếng đàn thật tuyệt vời của Văn Cường và Giang Mười. Xin quý vị dành cho hai nhạc sĩ tuyệt vời một tràng pháo tay đi quý vị.